sẽ là lúc mà chúng ta cùng nhau đến với lịch thi đấu. Lịch thi đấu ở trong vòng playoff sẽ diễn ra vào cuối tuần này, mùng 5 tháng 5, với hai trận đấu là trận đấu chung kết nhanh thắng giữa Sài Gòn Phantom và GG Live, và trận đấu bán kết nhánh thua giữa FPT Flash và One Star. Với break kỳ thi đấu như thế này và với thể lệ như thế này, tôi nghĩ rằng anh em đều đã hiểu được là những đội tuyển nào sẽ có mặt ở sân khấu rồi. Đó chính là Sài Gòn Phantom, đó chính là GG Live, và đội thắng ở trong cặp trận phía dưới Playoff 2 sẽ là ba đội vào được vòng chung kết đến với Hà Nội, đến với Hà Nội vào ngày 19 tháng 5. Thì cái lịch thi đấu này có một cái điều bất ngờ so với nhiều dự đoán của anh em. Đó chính là khác với dự đoán ở trước khi giai đoạn 2 bắt đầu là FPT sẽ đối đầu với GG Live ở trong trận bán kết nhánh thua để tìm ra đội tuyển thứ 3 góp mặt tại sân khấu. Thì ở trong mùa giải năm nay chúng ta có một sự bất ngờ, đó chính là One Star đẩy xuống tận top 3. Mặc dù là ở trong giai đoạn 1 One Star top 1, nhưng đến với giai đoạn 2, với việc đã thua một trận đấu 0-3 trước GG Live, thì One Star bị đẩy xuống top 3. Còn GG Live với 4 trên 5 trận thắng, họ có mặt ở trên chung kết nhanh thắng đối đầu với Sài Gòn Phantom. Nói chung là với hai nhánh đấu như thế này thì tôi tin chắc rằng là nhiều anh em sẽ cho rằng đây là hai nhánh đấu đều có sự chênh lệch khá lớn một chiều. Thứ nhất là nhánh trên nó sẽ lệch về phía của SGP, nhánh dưới nó sẽ lệch về phía của One Star. Và nếu như không có gì bất ngờ, và nếu như không có gì bất ngờ đến từ những đội tuyển yếu, thì đây hoàn toàn có thể là một trận đấu có tỷ số chênh lệch, hai trận đấu có tỷ số chênh lệch vào cuối tuần này. Đấy là điều mà tôi nghĩ rằng đa phần anh em sẽ nghĩ đến. Bởi vì xét về cặp trận đầu tiên thì Sài Gòn Phantom họ đang có một phong độ phải nói rằng là hủy diệt ở giai đoạn 2, thắng 5 trên 5 trận đấu và tiếp tục thắng 3 lần liên tiếp trong mùa giải năm nay trước One Star. Thắng 3-0 đúng không nhỉ? Thắng 3-0 hay thắng 3-1 GG Live ấy. Nói chung là thắng một cách vượt trội so với GG Live và gần như đã giải được cái bài toán mang tên Brigitte. Nói chung Brigitte là một tay ngang. Dù gì thì dù Brigitte là một tay ngang và thay thế cho NTGG ở trong giai đoạn 2 lần này. Và với những gì mà Hoàng TD chia sẻ thì tôi cũng cảm thấy rằng đó là một chia sẻ đúng. Tức là Brigitte chỉ là một người phương án dự phòng chữa cháy thôi, thay thế cho NTGG. Và thời gian luyện tập của Brigitte bắt đầu từ tối hôm trước ngày đầu tiên đánh giai đoạn 2 thì Brigitte đánh đường giữa. Nhưng Brigitte để lại được rất nhiều sự bất ngờ. Nói chung là một tiềm năng lớn của GG Live tại đường giữa. Tuy nhiên thì ở trong những trận đấu vừa qua chúng ta cũng thấy rằng SGP bẻ gãy cái ẩn số này một cách tương đối dễ dàng ở trong trận đấu gần nhất khi SGP thắng 3-0. Những cái gì bất ngờ nhất có lẽ Brigitte đã làm ở trong trận đấu với One Star rồi, và SGP gần như đã hóa giải được điều đó. Tôi thấy rằng thứ nhất là bể tướng của Brigitte không phải là một Brigitte không có một bể tướng quá rộng. Ở trong một BO7 thì rất khó để Brigitte có thể dùng được những con tướng gọi là mạnh nhất ở đường giữa. XGUE, Ignis, Tolerat, Lily. Nói chung đấy là những con tướng ổn nhất tại đường giữa rồi, nhưng chúng ta vẫn đang chưa thấy được Lorient chẳng hạn. Chúng ta vẫn chưa thấy được một lần nào đó mà Brigitte chơi Lorient. Lorient Senel là một bài ngày xưa Gila đã từng đánh và đến lúc này họ chưa tái hiện lại bài này. Ngoài ra thì Erin đường giữa để gồng gánh, hình như là Brigitte cũng chưa chơi để vài. Chưa chơi trong những trận đấu lớn. Google, thì còn Erin đường giữa cũng chưa. Vui vẻ nha. Ngoài ra thì còn có tướng nào nữa nhỉ? Một vài con tướng đặc thù. À, con Rui. Con Rui của Brigitte là một con tướng tôi nghĩ rằng nó không quái được bằng NTGG. Thế nên là trong một cái trận đấu BO7 dài hơi thì bể tướng suy yếu có thể sẽ là một điểm yếu của GG Live. Khi mà Brigitte rõ ràng là một người chơi đường giữa có tiềm năng hay, nhưng thời gian thi đấu tại đường giữa rất là ít. Thế nên khi thi đấu với những con bài đặc thù hơn tại đường giữa, kiểu như là Erin này, kiểu như là Lorient này, kiểu như là vị trí của Rui này, có lẽ nó vẫn là những cái con tướng nó sẽ hơi khó khăn một chút trong cuộc đối đầu với Sài Gòn Phantom. Đặc biệt là con Rui. Con Rui là con mà tôi thấy bây giờ G-Line vẫn đang chỉ sử dụng với một phong cách đánh duy nhất là đánh phòng ngự phản công, đánh du kích thôi.
cũng chưa thể có nhiều cú côn tim gọi là mang cái tính hách não cao đến từ bên phía của CGLi. Và nếu như vậy thì nó sẽ rất khó khăn với SGP, đặc biệt là SGP mà xoay được tướng tốt ở trong một BO7, xoay được tướng ban pick ấy. Ví dụ như cái ván đầu tiên ấy, mà ban pick của SGP họ thả Rui, xong rồi G-Line không tận dụng được tốt con Rui, thì đến ván thứ hai liệu G-Line có dám thả ngược lại Aya với Aya và Rui cho SGP để cân lại thế tướng không? Lúc đó thả ấy, thì nó lại liên quan đến trường hợp là thua thêm ván nữa, thì nó rất nguy hiểm khi mà đã thua 2-0. Còn nếu như không thả ấy, thì hoàn toàn sẽ bị ép về mặt ban pick, hoàn toàn sẽ có thể bị ép về mặt ban pick. Cho nên ở trong cái cặp trận giữa Sài Gòn Tôm G-Line này, tôi nghĩ rằng sự chênh lệch nhiều nhất nó sẽ là sự chênh lệch về mặt bể tướng và ban pick. Thì đó tôi đánh giá SGP sẽ nhỉnh hơn tôi đối nhiều ở trong cặp trận đầu tiên này. Và về kinh nghiệm thi đấu đường dài nữa, rõ ràng là với SGP thì họ đa dạng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn có thể hy vọng cho CGLi. Bởi vì ở trong đội hình của SGP thì để mà nói một người đánh BO7 chưa nhiều, đó chính là Phoenix. Phoenix có lẽ là chưa đánh BO7 bao giờ, nên đấu trường chuyên nghiệp thì Phoenix có lẽ chưa bao giờ đánh BO7. Và với một xạ thủ gọi là mới ở mùa giải năm nay của Sài Gòn Phantom chưa đánh BO7 bao giờ, thì chúng ta cũng phải đặt ra một câu hỏi là liệu có thích nghi được không. Lúc đó thì phải xoay nhiều tướng hơn và phải chơi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau hơn, thì liệu Phoenix có làm tốt không. Tôi đánh giá Phoenix là một xạ thủ rất tiềm năng, rất lực và có kỹ năng cao. Nhưng tuy nhiên thì đánh càng dài hơi thì chiến thuật nó sản sinh ra lại càng nhiều, nó lại đòi hỏi rằng là Phoenix phải phù hợp và hòa hợp hơn với chiến thuật của SGP. Phoenix ở thời điểm hiện tại thì hòa nhập nhanh hơn so với Zero đợt trước, nhưng cũng vẫn còn những cái điểm mà chúng ta vẫn thấy rằng trong mix check vừa rồi thì những lời côn nó vẫn phải dành cho Phoenix ở trong cái việc giữ vị trí đánh hay không đánh. Chúc các bạn xem stream vui vẻ nha. Nên đó sẽ là một cái câu hỏi dành cho cái khả năng thi đấu của Phoenix. Dĩ nhiên là cái áp lực của Phoenix nó tôi nghĩ rằng sẽ không lớn bằng Bridget. Bridget là người tôi thấy tâm lý thi đấu ổn, đánh sân khấu lần đầu tiên chẳng bỡ ngỡ gì cả, thậm chí còn đánh hay. Đấy, lần đầu tiên đi đường mid cũng đánh hay luôn. Nên tôi nghĩ rằng tâm lý của Bridget là tâm lý ổn, nhưng sẽ bị một cái khó khăn là bể tướng tại đường giữa và có thể sẽ bị rơi trạng thái ép ban pick. Khác với Phoenix, Phoenix thì tôi nghĩ rằng tướng xạ thủ xoay vào thì cái kỹ năng của Phoenix vẫn bù lại được. Còn Bridget sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Còn lại những cái bắt xích xung quanh khác thì SGP vẫn là đội hình có sự chất lượng cao, ở trong cuộc đối đầu sắp tới với GGLive. Tôi ở trong trận đấu này thì tôi cũng thấy một điều, đó là sẽ giúp cho SGP tiếp tục nhỉnh hơn G-Line là meta chưa thay đổi. Trong vòng playoff cuối tuần này thì meta chưa thay đổi, vẫn là bản cũ. Thế nên là mọi thứ và điểm rơi phong độ lẫn cả những gì SGP đã thể hiện tốt nhất ở giai đoạn 2 vừa qua nó vẫn sẽ được duy trì ở đó. Còn G-Line khi đã gọi là người ta đã giải phần nào đó cái bài toán G-Line này rồi, thì bây giờ G-Line phải tìm thêm cách để Bridget hòa hợp nhanh hơn. Còn hiện tại về thông tin của NTGG tôi cũng không biết, tôi cũng không có thông tin gì hết về trường hợp của NTGG cả. Thế là trong cặp trận đầu tiên tôi nghĩ rằng là với thực lực hiện tại, với điểm rơi phong độ hiện tại thì SKP sẽ vượt qua được G-Line và có mặt ở trong trận đấu chung kết tổng. Bởi vì rõ ràng nhánh dưới nó liên quan đến nhánh dưới nhiều hơn. Nhánh dưới thì khác với trận đấu G-Line SGP chứ, thì trận đấu giữa OnStar và Flat thì đây là trận đấu có sự lệch hơn. Trận đấu thứ hai là trận đấu có sự lệch hơn so với trận đấu đầu tiên, và nhiều khả năng cái đội được vào sẽ là OnStar. Thế nên ông nào mà rớt từ nhánh trên xuống gặp OnStar thì tỷ lệ gãy là rất cao. Thế nên là ở trận đấu này SGP dù gì thì dù họ vẫn phải cố gắng hết sức mình để vào được trận đấu chung kết tổng. Kể cả họ bung hết bài cũng được, họ chẳng cần phải giấu, bởi vì đến chung kết thì đánh meta mới mà. Thì bây giờ đang được ngồi ở trong trận đấu chung kết tổng, chờ sẵn đối thủ, xem các đối thủ là bây giờ có bài gì trong meta mới đánh như thế nào. Đấy, với những tuyển thủ kỹ năng cao thì tôi nghĩ rằng là họ có thể gọi là có một cái tốc độ phản ứng, ít nhất là có một tốc độ phản ứng, có sự chuẩn bị với những cái bài đánh bất ngờ của đối thủ. Khi mà nhìn thấy được đối thủ đánh trước rồi, nó tốt hơn. Vòng chung kết meta mới mà, nếu như vòng chung kết mà kiểu như là meta cũ ấy, meta cũ thì tôi nghĩ rằng là xuống nhánh thua SGP cũng không, sẽ không lo bằng meta mới đâu. Meta mới thì OnStar sẽ tạo ra sự bất ngờ, có thể sẽ tạo ra sự bất ngờ nếu như OnStar đi vào.
nên em vào chung kết tổng trước. Chị Google, bớt đi tốn thể lực, lại còn được nhìn đối thủ đánh trước xem là đối thủ của mình chị meta Google mới có những bài gì đánh như nào. Vui vẻ nha. Đấy, để chuẩn bị sẵn cho trận đấu chung kết. Quá nhiều lợi, thật sự luôn. Tôi nghĩ rằng là vào chung kết tổng trước có rất nhiều cái lợi ở trong mùa giải năm nay. Nó khác với những mùa trước. Khác với những mùa trước ấy. G-Line cố gắng hết sức rồi, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không vượt qua được SKP ở cặp trận đầu tiên. Còn ở cặp trận thứ hai thì One Star sẽ gặp FPT Flash. Chia sẻ cho anh em một câu chuyện. Một câu chuyện của năm ngoái. Một câu chuyện của năm ngoái đó chính là Flash cũng vào được top 4. Flash năm ngoái cũng vào được top 4 và Flash năm ngoái cũng đánh playoff. Nhưng đối thủ của họ là GG Live. Cũng có một tuần chuẩn bị. Tôi nhớ không nhầm là cái ngày đánh playoff đấy hình như cũng có một tuần chuẩn bị hay sao nhỉ? Phải không nhỉ? Hay là đánh luôn nhỉ? À hình như là đánh luôn. Đợt đấy là đợt đánh luôn thì phải. Và trong cái đợt đánh luôn đấy thì tức là đánh đến thứ 7 ấy, sau chủ nhật đánh luôn playoff ấy, thì ở trong cái ngày hôm đấy tôi khá thất vọng với bên phía của Flash vì họ cũng không có một cái bài gì mới nữa cả. Đợt đấy là đợt mà gần như bài Van Hên cho Sierra, rồi thì là Timmy cho Yutan, Ibernet cho Yutan, rồi Lorion Senel, là tất cả những gì mà Flash làm được để lại được ấn tượng. Và nếu như bị cấm đi là gần như cũng không làm gì được luôn ở mùa giải trước với việc đánh playoff với GG Live. Nhưng ở mùa năm nay đã có một tuần chuẩn bị rồi. Liệu Flash có đưa ra được bài mới không? Cái vấn đề ở đây là tôi đang hướng đến việc là nếu như Flash không đưa ra được bài mới thì nhiều khả năng Flash gãy là rất cao. Thật sự Wildstar vẫn là một cái gì đó rất khác biệt. Tôi nghĩ rằng gặp GG Live cửa thắng vẫn còn cao hơn, kể cả là GG Live đã từng thắng Wildstar. Nhưng bây giờ G-Line phần nào đó cũng đã bị giải mã. Và trận đấu gần nhất giữa FPT Flash và G-Line đó là trận đấu 3-2. Và thực tế ở trong những diễn biến ván đấu thì Flash đã có những thời điểm mà có thể vươn lên dẫn trước 2-1 và có được cơ hội để kết thúc trận đấu sớm. Nhưng sự chủ quan của Flash, nhưng cái sự yếu kém về mặt có lẽ là chiến thuật của Flash đã gặp thất bại. Thế nên bây giờ họ phải đấu đầu với One Star. Những trận đánh gần đấy One Star chúng ta thấy gần như không có cửa. Flash gần như không có cửa đánh với Vgaming ngày xưa và One Star bây giờ. Trận đấu gần nhất mà team Flash thắng được One Star ở trong một kèo đấu BO7, nếu tôi nhớ không nhầm, mùa xuân 2021. Đúng rồi, mùa xuân 2021 là tôi nhớ không nhầm trận đấy là Gray đánh thắng. Tôi nhớ không nhầm là Gray đánh với lại Vgaming xong thắng. Ngày đợt đấy là đợt Gray được sử dụng xong vào chung kết tổng là ADC à? Đúng nhỉ? À không, nhớ nhầm rồi. Thế lại nhớ nhầm sang mùa đông 2021 rồi. Mùa đông 2021 là thua. Đợt đấy là có Gray xong rồi thua Vgaming, đúng rồi. Thế thì là mùa xuân. Thế là trận đấu gần nhất mà team Flash thắng được One Star tại một trận đấu BO7. Nó đã từ tận mùa xuân 2021 rồi. Nó là 3 năm trước rồi ạ. Nó là 3 năm trước rồi mới thắng được One Star. Còn nếu như tính theo thể thức BO5 thì là từ mùa đông 2021, giai đoạn lượt đi thì phải. Nếu nhớ không nhầm thời đó còn ADC gấu Xuân Bách. Đấy. Đúng rồi, Xuân Bách. Và còn Đá Im nhỉ? Không nhớ là còn Đá Im hay không. Nhưng mà từ tận mùa đông 2021 thì mới thắng được One Star ở thể thức BO5. Từ mùa xuân 2021 mới thắng được One Star ở thế thức BO7. Mà toàn là thời kỳ có thế hệ vàng. Tức là kể từ khi chuyển sang New Generation là không có bất kỳ một trận thắng nào cả trước Vgaming One Star. Nên thật sự rất khó cho bên phía Flash để nghĩ đến việc thắng được One Star và vào được ngày thi đấu chung sân khấu. Nhất là bây giờ Flash còn đang không có huấn luyện viên. Chúng ta đưa cho Flash một cái đề bài là phải có được một chiến thuật mới. Phải có được một chiến thuật đa dạng hơn, bài đánh đa dạng hơn, bể tướng đa dạng hơn. Nhưng chúng ta quên mất rằng là Flash không có huấn luyện viên. Thế nên nếu như bây giờ để luyện được bài đánh mới thì ai là người đứng ra luyện đây? Ai là người đứng ra ban pick được mới đây, những bài đánh mới đây? Thật sự rất khó. Không có huấn luyện viên vào lúc này. Thế nên nếu như ở trong tuần mới mà team Flash không tung ra được một bài đánh nào mới thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một chuyện bình thường thôi.
nó cũng là chuyện bình thường thôi. Và nhiều khả năng nếu như không tung ra được một bài đánh mới, không tung ra được nhiều những cái chất tướng mới, thì lúc đấy là lúc mà Flash sẽ phải dồn vào việc là chiến thắng được Wasa ở trong những cái ván đấu có tướng sở trường. 10.000 đồng. Ngan gon, nói FPT ghép GGL chan chung kết thì anh nghi top 4 của Minh ra sung Tam Quốc te chua. Ok nhá, ok nhá, cảm ơn em nhá, giấu tên nhá, để tí anh nói nốt. Khó nhá, khó thật. Nếu như mà không có bài đánh mới thì chỉ có một cách duy nhất thôi là thắng One Star ở trong những cái ván dùng được tướng sở trường. Ví dụ như kiểu có con Van Hê sở trường chẳng hạn, ví dụ như kiểu là có Krizik chẳng hạn. Đấy là những cái bài sở trường ấy, là phải bụp được, là phải ăn được những cái ván đấy. Thì cứ dẫn trước đi. Cứ dẫn trước đi đã. Tôi nghĩ rằng nếu như không có bài mới chỉ có cách như thế thôi. Cứ dẫn trước đi khoảng 1-2-0 đi. Rồi tính tiếp. Rồi cứ cố gắng. Ví dụ dẫn được 2-0 nhá, thì đến ván đấu thứ 3 nhá. Đến ván đấu thứ 3 gọi là dồn tất cả những tướng, tất cả gì có thể thắng được 3-0 hoặc là 3-1 là yên tâm hơn. Bởi vì là trong những ván còn lại thì đều có thể kết liễu được. Và đến nếu như đến được ván đấu thứ 7 thì sẽ được reset bể tướng. Đấy là tôi nghĩ rằng cái đường mà nhiều khả năng Flash sẽ đi. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là cái đường mà nhiều khả năng Flash trong tuần tới sẽ đi ấy. Thật. Nhưng mà bây giờ để bảo Flash mà ngay trong một tuần có được một cái bài đánh mới, nhiều những cái sự, nhiều cái ban pick nó gọi là đa dạng hơn, nó hack não hơn, khó, thật sự quá khó. Không thể dễ làm được như vậy đâu. Đấy. Nhưng nếu như bây giờ bỏ qua bài đánh mới mà tập trung vào những cái gì mình đã làm tốt nhất, tập trung vào những gì mình đã làm tốt nhất ở trong đấu trường hy vọng rồi, và làm nó tốt hơn nữa để lấy được điểm số và hy vọng dẫn được One Star với một khoảng cách lớn ở trong những cái ván đấu sở trường, có thể sẽ là một đối pháp nó thiết thực hơn ở thời điểm hiện tại dành cho Flash. Một tuần là quá ít. Trong bóng đá thì nếu như những đội tuyển nó mạnh hàng đầu rồi ấy, thì một tuần người ta xoay bài được. Hoặc là với One Star với SKP ở trong mùa giải năm nay, một tuần người ta vẫn có thể xoay được, người ta vẫn có thể nghĩ ra nhiều những phương án. Nhưng bây giờ Flash còn chưa ổn định. Bây giờ ai đánh chính người ta vẫn còn chưa biết. Boca xuống phong độ, Bơm xuống phong độ, Be thì bị bắt bài rồi, Sierra ở trong những trận đấu gần đây cũng đã xuống phong độ rồi. Thay sai vào ổn không, thay chọc vào ổn không, cái đấy người ta cũng không biết được. Thế nên bây giờ chỉ có làm tốt nhất và tốt hơn những cái gì đã làm được ở trong vòng bảng thôi. Tôi nghĩ rằng sẽ là phương án nhiều khả năng Flash đi ở trong tuần này để đối với One Star. Còn đối với One Star thì với trường hợp của One Star nhé, không biết anh em cảm thấy thế nào, nhưng tôi lại đang cảm thấy có vẻ như One Star ở trong giai đoạn 2 lần này thì họ hình như nhé, với cá nhân tôi cảm nhận là họ hình như luyện tập với meta mới nên là có một chút gì đó đang hơi bị chủ quan ở trong giai đoạn 2. Thật, với cá nhân tôi cảm nhận là như vậy. Cái đấy không phải là sự thật, nhưng mà tôi cảm nhận thấy có vẻ như là One Star đang chú trọng đến việc là sẽ chơi ở meta mới và có một chút gì đó chủ quan ở giai đoạn 2. Điển hình như kiểu trận thua 3-0 trước bên phía của GG Live chẳng hạn. Đấy. Chị Google chúc các bạn xem stream vui vẻ nha. Nhưng mà nếu như điều đó là sự thật thì nói chung là One Star cũng đã hơi chuẩn bị sớm quá rồi và họ bị rớt xuống nhánh này. Họ sẽ phải đánh rất là dài đấy, họ đánh rất là dài ở trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên là một điểm mạnh cho One Star là ở trong trận đấu với Flash này là họ bung hết. Có bài gì cũng được, có cái gì mạnh nhất bung ra hết. Ban pick hack não các thứ bung ra hết, gặp Flash bung ra hết. Bởi vì vòng chung kết đánh meta mới mà. Vòng chung kết đánh meta mới quan trọng gì đâu, quan trọng gì nữa đâu. Quan trọng gì việc phải giữ bài nữa đâu. Đánh meta mới quan trọng. Thế nên là gặp Flash này cứ tung hết sức mạnh của mình ra mà đấm thôi. Thế nên là cửa lại càng khó hơn cho Flash. Rõ ràng đây là một trận đấu mà chúng ta sẽ đánh giá One Star nhỉnh rất là nhiều. Có lẽ tỷ lệ nó phải lên tới con số khoảng đâu đó 80-20. Tôi nghĩ là phải 80 là còn hơi nhẹ tay cho bên phía One Star đấy, trận đấu này.
80-20 thì nó đồng nghĩa với việc là tỷ số 4-1 đấy. Tỷ số 4-1. Meta mới khác gì đâu. Không, meta mới khác hoàn toàn đấy các bạn. Meta mới khác hoàn toàn. Thứ nhất là ở meta mới có nhiều vị tướng tăng sức mạnh, có nhiều vị tướng giảm sức mạnh. Thứ hai là cái thay đổi quan trọng nhất ở meta mới đó chính là về vị trí hỗ trợ. Là vị trí hỗ trợ. Thường thì chúng ta thấy các cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Phantom và One Star thì vị trí hỗ trợ thường là cái vị trí mà Sài Gòn Phantom nhỉnh hơn khá nhiều so với One Star. Và nếu như ở trong một cái meta thay đổi mới như thế này thì biết đâu đó Han sẽ thu hẹp lại được khoảng cách đấy và lại còn bứt lên. Bởi vì nên nhớ rằng meta mới này đồ đạc các thứ là không thể dư giả cho một người chơi hỗ trợ mua bán được nhiều đâu. Thứ hai là không dùng được những trang bị kích hoạt dễ như trước đâu. Khó. Đấy là điều phải khẳng định là rất khó để sử dụng được nhiều trang bị kích hoạt như trước nữa. Đấy, thế nên nó sẽ làm giảm đi cái độ biến ảo của Khoa. Nó làm giảm đi cái độ biến ảo của Khoa. Và Han cũng được tăng một vài chất tướng kiểu như là Roshi, kiểu như là Krizik. Đấy, những cái con đấy là những con mà One Star đánh rất là tốt ở trong meta mới, ở trong meta cũ. Và meta mới lại còn được tăng sức mạnh nữa. Cho nên đó là có thể sẽ là cơ hội dành cho One Star để họ bứt lên, để họ làm được nhiều điều hơn ở trong vòng chung kết. Có một điều nữa muốn nói với One Star đó chính là ở trong những cái meta mới thường One Star là người làm cho chúng ta đặc biệt nhất, làm cho chúng ta cảm thấy đặc biệt nhất. Đúng không? Anh em có thể thấy rằng là trong bất kỳ cái thời điểm hoàn cảnh mà thay đổi meta nào trừ AIC 2023 thì Vgaming ngày xưa hay One Star bây giờ đều thường có những cái bài xoay rất là hay, đều thường có những cái bài ban pick rất là tốt. Ngày trước có Lorion Lavi hoặc là Lavi rồi thì là Chrissy. Đấy. Xong rồi còn Terry à, con Terry ở trong APL nữa, cũng là một cái con mà One Star mang ra này. Còn có gì nữa không nhỉ? Còn Phoenix là ở trong mùa năm nay là One Star cũng tiên phong đánh rất là nhiều. Và hàng loạt những cái bài mà tôi nghĩ ngày xưa, à còn Kali nữa ngày xưa cũng là một cái phương án đưa ra đến từ One Star. Và cái cách sử dụng Rui của One Star nó cũng chẳng giống ai cả, nó một sự khác biệt hoàn toàn. Thế nên là ở trong một beta mới, tôi nghĩ rằng One Star thường rất là thích thú để có thể nghiên cứu ra những cái bài đánh mới. Thế nên tôi đánh giá One Star rất là cao ở trong vòng chung kết sắp tới. Nhưng One Star họ lại không thuận lợi ở một cái là họ không ở nhánh trên. Cái vấn đề là họ không ở nhánh trên. Google, chúc các bạn xem stream vui. Nếu như ở nhánh trên này thì trận đấu với SGP vào cuối tuần này họ cứ đánh bình thường, đánh hết sức thôi là được. Có cái gì đánh hết, thắng ở SGP là ngon hơn. Bây giờ họ bị đẩy xuống nhánh dưới này, họ lại phải đánh thêm một trận nữa. Nếu như thắng được FPT Flat thì họ phải đánh thêm một trận nữa. Lúc đó thì lại bị lộ bài rồi, lộ một chút rồi. Thực ra chưa thể khắc chế được ngay, nhưng mà người ta cũng sẽ nhìn ra được một cái vài bài đánh của Wasa để người ta nghiên cứu trong tháng chốc. Đấy. Nhưng mà nó cũng khoảnh, tôi nghĩ rằng nó chỉ là một phần thôi. Quan trọng là meta mới ông nào áp dụng tốt hơn ở trong vòng chung kết thôi. Còn đấy là câu chuyện của ngày 19 tháng 5. Còn câu chuyện của cuối tuần này thì với cá nhân tôi lúc này SKP sẽ là ở đây, tức là win playoff 1. GG Live sẽ là ở đây, lose playoff 1. Còn trong cái đó ở nhánh dưới này, dù phải nói rằng là dù là fan flat, nhưng tôi không phải là một người fan flat để vỗ phê anh em. Và ở trong trận đấu này thật sự thì niềm tin của tôi nó rất ít. Tin thì vẫn có, nhưng để mà nói nhiều hay không thì là không. Rất ít thôi. Và người sẽ win ở trận playoff 2 này đó chính là One Star. Nói chung là ở phía của FPT Flash bây giờ ấy, họ chỉ còn được cái dòng chữ playoff 2 thôi. Ở cái trận playoff 2, ở tỷ lệ của Flash ấy, nó chỉ được cái dòng chữ playoff 2 thôi này. Đấy. Còn cái dòng chữ của One Star là cả cái chữ win này. Đấy. Cái tỷ lệ lệch nhau như thế. Thì One Star sẽ vào gặp lại GG Live. Nếu như mà FPT mà muốn nghĩ đến chuyện vượt qua được One Star ấy, hai ván đầu tiên mà không ăn được ván nào thì thôi. Chị Google chúc các bạn xem stream vui vẻ nha. Thật sự.
nếu như trong hai ván đầu tiên mà Flash không đấm được One Star một ván nào thì kịch bản bị loại là cao lắm rồi. Thật sự. Để mà nói rằng đánh BO7 với One Star với Sài Gòn Phan Tôm thì khó có cửa quá. Không có cửa được luôn ấy. Mặc dù mình là fan mình vẫn sẽ cổ vũ thôi. Mình vẫn cố gắng để tin tưởng thôi, nhưng mà thật sự rất khó. Rất khó để cho Flash để vượt qua được One Star. Hai ván đầu tiên nhá. Để mà nói một đều thôi nó cũng là không dễ rồi. Một đều thì nó cũng đã là quá nguy hiểm rồi. Hai ván đầu tiên mà một đều thôi đã là khó khăn lắm rồi, chứ chưa nói gì là không ăn được ván nào. 2-0 thì là niềm tin của fan nó sẽ về rất là nhiều. Hai ván đầu tiên bể tướng còn nhiều, tướng tủ còn khỏe. Thế còn đến những ván sau thì ban pick nó khó để cho bên phía FPT có được những cái bài đánh tốt lắm rồi. Đấy là dự đoán của tôi về vòng chung kết sắp tới.